Chào tất cả các bạn nha, mình là Trung Nguyễn đây. Hôm nay kênh Trung Nguyễn Bonsai giao lưu với anh em hai cây mai bonsai combo hai cây nha anh em, giá rất là hữu nghị, rất là dễ chơi cho anh em về tập chăm sóc cũng như là tập chơi cây mai vàng nha. Rồi giờ mình sẽ quay một vòng cho anh em xem rồi mình đo những cái thông số cơ bản để anh em tham khảo luôn. Rồi đây là cây thứ nhất nha anh em. Cây này nói chung là cũng uống lượng éo le hết rồi, mình cũng làm tay hết rồi anh em. Cái tay này mình cũng đã làm hết rồi. Anh em giao lưu về nó có ra mầm thì cành nhánh nó ra theo thì mình uống lại. Hai cây nha, một bộ hai cây. Rồi. Cây này cao là 30 nha anh em, chiều cao 30, tán rộng thì 45, có cái dáng bay anh em. Cây này nói chung khá là đẹp á, gốc đế thì giờ gốc này cũng thường thôi anh em, mà chia hết rồi, gốc cũng bình thường à, không có xuất sắc. Cây này ghép cúc nha anh em. Rồi đây, mình quay gần cho anh em xem này. Đây là cây số 1 này. Tay cành là mình đã uống sữa hết rồi nha anh em. Tay cành đi dai hết rồi, uống sữa xong xuôi. Anh em giao lưu về chăm sóc mà chơi thôi nha. Cây hiện tại là đang rất là khỏe đó. Đây, những cái cốt cành là tay cành rất là đẹp. Hiện tại sau này những mầm này nó ra này, anh em uống thêm nha. Đây, đang ra đọt non nữa này, rất là khỏe cây. Cây này cao 30 và bộ tán nó bay ra là 45 nha anh em. Hiện tại nó có hai cành và một ngọn, mình đang dựng cái tứ nhỏ này, cái chi đinh này, mai mốt anh em làm cái ngọn nha. Ngọn rồi nó ra dài anh em đưa ra sau làm cành hầu nha. Rồi về tập chăm sóc chơi luôn. Gốc này, gốc cũng khá là lớn á, yêu uống lượng yêu lẻ hết rồi. Này cây số 1 nha, một của combo này mình giao lưu giá là 600.000 nha, anh em nào hợp nhãn thì giao lưu. Cây số 2 nha anh em. Cây này nói chung là mình cũng để ghép cúc hết rồi, nó hiện tại nó đang ra một cái hoa rài. Hoa rài này anh em, cúc của Bình Định. Cúc ở đọt đó anh em. Đọt đó tía này. Cúc này không có tên, hoa bình thường thôi. Chứ không giờ nó cũng không có tên túi gì. Cành nhánh là mình cũng để uống chưa một nước rồi nha. Mình làm tạo cho nó một cái cành chi rớt mà nó bay ra thực xe này. Cành này là cành tạo điểm nhấn ở thực chính cho cây nha anh em. Cây này anh em giao lưu và thay lại cái chậu ống cho cao một xíu, cho cành này nó đổ xuống thì nó ôm theo cái chậu ống đẹp nha anh em. Cây đang rất là sung. Rồi giờ mình sẽ ra kích thước cho anh em tham khảo nha. Cây cao từ mặt chậu đến ngọn cũng là 30 nha anh em. Cành đố nó là 39 nha anh em. Cành đố 39. Rồi, giờ mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem cây mai số 2. Đó. Tay cành đó là mình đã làm hết rồi. Combo này là mình giao lưu anh em giá là 600.000 nha. Rất là dễ chơi.
Em nào hợp nhãn thơ điện thoại đến số điện thoại của mình là 0987 096 755. Đó cũng là số Zalo của mình luôn. Đây nè, nó đang có một cái hoa nó rải nè, hoa cúc. Cây này cũng là cây ghép anh em, lúc trước mình ghép chỗ này một điểm này. Ghép tại đây. Hiện tại nó đang còn cái vết ghép này, nó liền rồi nha anh em. Và chỗ đây là một điểm nữa. Nói chung là giờ nó liền rồi, cái cành ghép với cái đoạn thân là nó liền nhau hết rồi. Giờ nó là như cây thuộc nha anh em. Tay cành là mình uống sữa rất là kỹ rồi nha anh em. Giao lương nhanh, giá 600 ngàn. Anh em nào hợp nhãn thì có thể điện thoại đến số của mình, điện thoại trực tiếp nha anh em. Tại vì mình rất là bận, không có thời gian mà kiểm tra tin nhắn ở trên YouTube nha. Đó, cái tàng đố này, mình nãy mình đo từ đây này lên đến cái điểm này là 39 này. Chiều cao cây từ ngọn xuống mặt chậu là 30. Cây này nhỏ nhưng mà già rồi anh em, gốc đó co thắt rất là đẹp nha. Thuộc dòng mini nhỏ gọn. Bưng bơ cũng khá là đẹp ạ. Rồi. Anh em nào hợp nhãn có thể liên hệ nha. Rồi, chào anh em.